là sinh nhật mẹ Kem rồi, mình nên làm gì đây ta? À, mình sẽ làm bánh kem tặng mẹ để cảm ơn mẹ đã cho mình ở cùng Kem và chăm sóc mình thời gian qua. Tụi mình phải làm hỏng bánh kem thằng Châu Cô làm. À, để nó bị ghét rồi bị đá đít ra khỏi nhà thằng Kem, tụi mình sẽ dễ dàng bắt nó giao cho nữ hoàng bóng bẫy. Nhưng làm cách nào đây? Kem hả? Có chuyện gì không? Bạn hãy giả vờ như không biết gì nha. Bọn bọ khỉ đang rình ở ngoài, chúng tính tráo đổi cái bánh kem bạn làm đó. Mình giỏi quá, chắc chắn là mẹ sẽ thích bánh kem của mình cho mà xem. Mình sẽ làm một cái bánh nhân khác hợp với bọ khỉ hơn. Nó đã làm xong bánh kem rồi, thực hiện kế hoạch thôi. Châu Cô ơi, cứu mình với, mình bị tôm sumo bắt nạt nè. Châu Cô ơi, cứu mình với. Kem đâu rồi? Mình mới nghe kêu cứu mà. Phải tìm cứu Kem thôi. Thưa nữ hoàng, thần mang được món bánh siêu ngon ở trái đất về tặng nữ hoàng. Xin mời nữ hoàng thưởng thức. Biết nữ hoàng thích hoa màu hồng, nên thần đặc biệt chọn chiếc bánh này đó. Các ngươi ngoan lắm, đi dò thám mà còn biết mang quà về cho ta nữa, giỏi. Bánh kem của tên đó làm, nhìn cũng ngon quá ha. Tao đã tráo cái bánh nhìn giống y chang cái bánh của nó, nhưng tao đã trộn thêm một ớt siêu cay vào bánh. Các ngươi cho ta ăn cái gì đây? Các ngươi dám đưa ta, các ngươi phải ăn hết cái bánh đó cho ta. Đúng là một đám ăn hại mà. Sao mày lại trao cái bánh siêu cay này hả? Tao cũng không hiểu nữa. Chắc tụi mình bị thằng Chung Cô chơi xấu rồi. Chung Cô đúng là có tâm. Bánh kem của con làm tặng mẹ rất ngon. Cảm ơn Chung Cô nha. Thật may là bạn đã nghe lén được hai tên bọ khỉ bàn tán cách phá hoại bánh kem của mình, nên đã cùng mình lập mưu để chúng lấy chúng bánh kem siêu cay. Bọn chúng chắc đã nhận được bài học thích đáng rồi. Đúng là gậy ông đập lưng ông.